Man một hiếu thứ hai, nhìn tụi anh thật cool, lạnh như băng mà không cần cố. Đang tôi lên càng cao là như B-Ray ở trong thành phố. Bài ra bài ra bài liên tục lặp lại như một tần số. Còn... em thì nhớ anh, em thấy rất nhớ anh. Thôi ngày đêm cứ loay hoay trong suy nghĩ về anh. Anh có nhớ em không? Anh có thấy nhớ em không? Riêng em thì cứ mong chờ phút giây được nắm tay người. You gotta stick to the plan. Bị những cú sút trở thành bang. Có thể có tao cho này đang. Tất cả mọi thứ làm bằng vàng. Em chỉ nói lớn em yêu anh, vì anh biết em chỉ làm kiểu yeah. If you got nothing to say, then it must be love. Anh đang có đắng cay, cùng con tim nắm say. Cộng với tình yêu em là anh thấy trắng tay. Mời lên xe chạy trên highway và chỉ có hai ta. Như thiên thần rơi xuống tiếng đen cả em là Micah. Xúc cảm này là sao hả? Một cái chạm làm anh đó mặt anh như là sao hả? Em là Corona, làm anh say. Anh thì anh không ngại được cách ly ở trong vòng tay. Em là Corona làm anh có thở để lăn quay. It's like 1, 2, 3, 2, 4. Đến từng thứ ngày tháng sẽ ta về bên nhau. Anh tay vào cho sát nghe lòng ngực anh. Trả lời anh câu hỏi trung động hay là từ đâu. Phân tích nhận tin nhắn rồi nghĩ về tương lai. Đầu óc không may mắn mà chỉ nhớ về mùi hương ai. Vì con tim không biết nói dối, chỉ có em tự dối lòng. Và nếu đây không là tình yêu hãy chứng minh là đó là yêu baby. Yeah, yêu, và cảm xúc đó phải là yêu yeah. Nên là thích thì cool, mà không thích thì cool. Cool, 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 cool.